năm 1760. Gia đình Colin rời cảng Liverpool tiến tới tân thế giới, không phải để tìm kho báu của Trương Mỹ Lan, đó là cách người Anh gọi mảnh đất màu mỡ phía Bắc. Chỉ một năm sau khi đặt chân lên đất liền, nhà Colin đã thành công trong việc mở rộng đế chế công nghiệp hải sản của mình, thậm chí xây lên cả một thị trấn đặt tên theo họ, Colin's Port. Dù vậy, ngài Colin luôn nhắc nhở cậu con trai Barnabas, gia đình mới là thứ tài sản quý giá nhất. Với sự phát đạt ngoài mong đợi, gia đình Colin quyết định định cư luôn tại đây. Họ thuê những người thợ giỏi nhất về xây dựng lâu đài Colinwood, mất 15 năm mới xong. Chàng trai Barnabas lớn lên và trở thành Buck Foy. Sau những lần lút cán, anh vẫn bảo với cô hầu Angelie là mình không yêu cô. Điều này làm Angelie tổn thương. Thế là cô ta phù phép gây ra cái chết cho bố mẹ Barnabas, không hề biết hung thủ là ai, nhưng tin rằng pháp thuật hắc ám và lời nguyền cổ xưa đã gây ra chuyện này. Barnabas bắt đầu tìm hiểu về chúng. Anh đổ lỗi cho con quỷ Mephisto. Một thời gian sau, Barnabas đã yêu say đắm nàng Josette. Chứng kiến hai đứa âu yếm làm Angelie sôi máu, ả lại phù phép khiến cho tất cả những ai Barnabas yêu phải chết. Chịu tác động của bùa chú, Josette lang thang ra ngọn đồi quá phụ, nơi những kẻ chán đời tới backflip. Barnabas đuổi theo tới nơi, nhưng chỉ kịp nghe Josette kêu cứu trước khi cô nhảy xuống vực. Quá buồn khi thấy Josette không lộn được vòng nào, Barnabas quyết định làm mẫu cho cô xem. Kỳ lạ thay, nhảy cao như vậy mà lại không làm sao. Barnabas ngước lên nhìn thì thấy Angelie đang đứng đó. Anh nhận ra bản thân đã bị ả biến thành người rơi, hoặc ma cà rồng nếu bạn sợ vấn đề bản quyền. Mất dạy hơn, Angelie kéo đám đông đến rồi gán cho Barnabas cái mác quái vật. Dù lúc này anh mới chỉ hút máu có vài chục người. Người dân khóa Barnabas vào trong một chiếc quan tài, rồi chuyển hộ khẩu của anh xuống lòng đất. Gần 2 thế kỷ sau, năm 1972, cô nàng Maggie đang trên con tàu hướng về phía Colinsport. Vì lý do gì đó mà tới cuối phim cũng chả có ma nào giải thích. Cô lấy tên giả là Victoria Winter xuống tàu. Cô ra đường lớn và xin đi nhờ xe của Bobenham, được hộ tống tới hẳn mảnh đất của nhà Colin. Mở chiếc cổng sắt cũ kỹ mà không chịu đóng lại cho người ta, Victoria bước tới trước cửa lâu đài và gõ. Cô giới thiệu mình tới đây là vì thấy lâu đài đăng tin tuyển gia sư. Lão hầu dẫn cô vào trong nhà. Nơi này được thiết kế cho cả 100 người phục vụ, nhưng giờ chỉ còn có lão và một bà già chậm chạp. Elizabeth Colin xuất hiện. Tạm thời bà là chủ nhân của lâu đài này. Elizabeth tuyển gia sư tới là để dạy cho David, cháu trai của bà. Chào bà, tên tôi là Victoria Winter, bà có thể gọi tôi là Vicky. Mùa hè thì cô biến thành đàn ông à? Ý bà là sao cơ? Thôi bỏ qua đi. She sells seashell by the seashore. Câu trả lời là bánh đa cua. Tôi cảm thấy chúng ta có thể hòa thuận. Kết thúc màn phỏng vấn, Elizabeth giới thiệu cho Vicky con gái bà, Caroline, người trông như vừa bú 4 quả bóng và có ước mơ trốn nhà tới Manhattan làm rapper. Giờ ăn. Trong khi Caroline nhảy như con dở trước cái máy phát nhạc, Vicky được giới thiệu với vài thành viên còn lại. Roger, em trai của Elizabeth, bố của David, cùng với đó là bác sĩ tâm lý điều trị cho David. Cái đứa đang chùm ga trải giường này chính là David. Bố đã nhắc bao nhiêu lần là đừng nghịch cái tấm ga rồi. Vải bông Ai Cập đấy, chị Caroline bắn cả nước ra đấy mà sao không ai nhắc. Im đi cái thằng mồ côi mẹ, chị cũng có biết mặt bố quái đâu. Sau cuộc tranh luận không thắng, Caroline bị Elizabeth đuổi về phòng. Không khí bàn ăn vẫn khá là kỳ cục khi mà David bảo mẹ thằng nhóc chưa chết. Đêm nào nó cũng nói chuyện với mẹ, nó tưởng mẹ nó ăn trái Yomi Yomi Nomi đấy. Vicky tỏ vẻ tin những gì cậu nhóc nói. Đang định đọc tí bổ não cho David nghe thì bị Elizabeth chặn họng. Đêm đó lại có người trùm ga giường tới trước cửa phòng Vicky, nhưng dở ra thì lại là hồn ma của Josette. Cô ta bảo rằng người đó đang đến. Thay vì sợ hãi, Vicky đi theo hồn ma, thấy cô ta bay lên trên chiếc đèn chùm rồi ngã xuống. Cùng lúc đó tại một công trường xây dựng, máy xúc đụng phải một chiếc quan tài. Vừa kịp cắt mấy sợi xích thì thứ gì đó lao ra xé họng từng người một. Giải cơn khát máu sau gần 2 thế kỷ, Barnabas sững sờ khi thấy biểu tượng của Mephisto. Con đường ngày xưa giờ trông thật lạ lẫm. Đôi mắt sáng rực của Lucifer đang tiến đến gần, nhưng thay vì bắt linh hồn của Barnabas đi, nó chửi anh là thằng dở hơi. Barnabas sau đó tiến vào thị trấn. Tất cả mọi thứ đều lạ hoắc. Tuy nhiên con đường tới nhà Colin thì không. Anh đẩy cổng bước vào, và tất nhiên vẫn méo chịu đóng lại. Anh chạm mặt gã hầu, sử dụng phép thôi miên biến lão thành tôi tớ trung thành. Mệnh lệnh đầu tiên là dẫn anh đi gặp những thành viên còn sống của dòng họ Colin. Bước vào tòa lâu đài, Barnabas chào hỏi hai đứa cháu của mình, sau đó là được Elizabeth đưa tới phòng riêng nói chuyện. Bà cho rằng Barnabas chỉ là một trong những kẻ lừa đảo tới đây vì tiền, dù giờ nhà nghèo phết. Điều đó làm Barnabas khá hài lòng, hoài nghi là biểu hiện của sự tận tâm đối với gia đình. Barnabas chứng minh thân phận của mình bằng cách mở ra một đường hầm bí mật mà chính Elizabeth cũng không biết. Cha của Barnabas luôn nhắc nhở anh rằng gia đình là tài sản quý giá nhất, nhưng mà trẻ con thì không nhét vào két được, nên trong phòng kho báu chỉ có vàng và trang sức thôi. Barnabas ngỏ ý muốn lại là thành viên của gia đình Colin một lần nữa. Elizabeth đồng ý, với điều kiện Barnabas phải che giấu thân phận và cả đống răng nanh nữa. Sáng hôm sau, Elizabeth giới thiệu với mọi người về Barnabas đệ tam, một họ hàng từ Anh, tới để giúp gia đình khôi phục việc kinh doanh. Bỗng Vicky xuất hiện. Barnabas lập tức bị hấp hồn vì cô trông hệt như nàng thơ Josette anh từng yêu. Lúc này Barnabas vẫn chưa hề biết kẻ đẩy gia đình Colin tới bước tán gia bại sản là Angelie.
cùng với cái công ty của cô ta. Nhưng cô ta thì đã hay tin Barnabas được giải thoát khỏi quan tài. Sau khi xem qua hiện trường, cô ta tới lâu đài của nhà Colin đòi gặp Barnabas. Barnabas gặp lại người xưa nhận ra ngay. Chưa kịp bày tỏ ham muốn đồ sát đã bị Angeli nhét lưỡi vào mồm rồi cover Hit Me Up cho nghe. Đừng quên những chuyện cô đã làm với tôi. Cô hại người con gái tôi yêu và biến tôi thành ma cà rồng. Đừng nhắc chuyện quá khứ. Vãi lều, cô là Hazel. 200 năm trong một cái quan tài. Cô biết ngần nó là đủ để Mr. Beast làm bao nhiêu cái video. Đừng phóng đại darling. Chỉ có 196 năm thôi mà. Tôi thề sẽ vạch trần trò yêu thuật và đưa cô lên giàn hỏa thiêu. Nói thì giỏi chứ Angeli giờ đang là người kiểm soát vùng đất cảng này. Còn Barnabas là thằng không thể tự đi ra ngoài nếu thiếu kem chống nắng. Sau khi Angeli rời đi, Barnabas tới kể khổ với Elizabeth về những gì Angeli đã làm với mình. May là Elizabeth là một người phụ nữ của gia đình. Bà thành công vực dậy tinh thần cho Barnabas. Cách tốt nhất để chống lại Angeli hiện tại là khôi phục danh tiếng dòng họ Colin. Những ngày sau, Barnabas cho người tân trang lại tòa lâu đài, sửa sang lại nhà xưởng của dòng họ, học cách sống trong thời đại mới, tiếp cận Vicky, mua quan tài tặng cho bà già giúp việc. À không, thật ra là anh mua quan tài ngủ cho thoải mái. Nhà máy đóng hộp của gia đình Colin đã có thể hoạt động trở lại. Nhưng quan trọng là các thuyền đánh bắt cá hầu hết đang làm việc cho công ty của Angeli. Lão già giúp việc phải đưa Barnabas đi gặp bố già của khu cảng để làm vài bản hợp đồng. Bố già từ chối. Nhưng mà người thường thì không chống lại được thuật thôi miên. Thực ra là đến cả ma cà rồng cũng chả chống được. Thấy Barnabas cứ hành động kỳ lạ trước mấy thứ có màu đỏ như máu, bác sĩ gạ anh về phòng của mình. Cô ta sử dụng kỹ năng thôi miên khiến Barnabas khai hết mọi chuyện, kể cả chuyện mình là ma cà rồng và đã giết người. Tuy nhiên cơ thể của một ma cà rồng khá thu hút đối với một người theo ngành y, cho nên là bác sĩ vẫn giúp Barnabas che giấu bí mật. Cùng lúc đó Barnabas đang phải tới gặp cô cháu Caroline, hỏi cách tán gái vì câu khen duy nhất mà anh biết là trông em mắn đẻ thật đấy. Caroline khuyên Barnabas học cách nói chuyện với người thường. Barnabas nhanh chóng tới giao lưu với một đám bạn trẻ đi dã ngoại, phát hiện ra thời này không còn có thể tán gái bằng cách nhét tiền vào mồm bố người yêu. Vật chất chỉ còn là điều kiện đủ thôi. Điều kiện cần là tình yêu chân thành. Tôi cảm thấy mình đã giác ngộ thứ tình yêu của thời đại này. Cảm ơn mọi người. Một câu hỏi cuối thôi. Nếu vào rừng thì mọi người chọn gặp một người đàn ông hay một con ma cà rồng? Trở về lâu đài, Barnabas nhờ bác sĩ lọc máu mình ra với mong muốn trở lại thành người thường. Bản tính bắc phoi vẫn còn nằm ở đâu đó. Barnabas thở ra một câu khiến ả bác sĩ nứng và bún cua anh. Cùng lúc đó, các cổ đông đang cố khuyên Angeli ngừng quan tâm tới nhà Colin mà không thành công. Ta thì biết được Angeli đã đóng giả làm cụ kỵ của mình để che mắt những người xung quanh gần 200 năm. Angeli gọi Barnabas tới, đề nghị bán nốt phần còn lại của nhà Colin cho cô ta với giá 1,7 triệu đô la. Để cho bạn dễ hình dung thì nó bằng 8.000 tháng lương của Easy Love. Barnabas từ chối vì danh dự của gia đình quan trọng hơn, đồng thời vẫn không che giấu ý định giết Angeli, nhưng cô ta bảo mình không ngại va chạm. Và kèo hiện tại là tài 1.5. Angeli cho Barnabas lựa chọn lao vào trận đấu mà khả năng cao anh sẽ thua, hoặc hai người có thể cùng nhau tạo ra những đứa con. Angeli bảo mình muốn tình yêu của Barnabas. Tình yêu của cô quá là ghê tởm. Angeli, cho tôi một lý do đi để tôi yêu cô. Bất ngờ là Angeli có tận hai lý do. Đêm đó hai con quái vật đã đâm nhau mạnh tới nỗi đồ đạc trong phòng hỏng hết. Cơ mà Barnabas vẫn trịch xong rồi chuồn chứ còn không có nối lại tình xưa. Trong lúc đó ta hãy tới với quá khứ của Vicky, hay đúng hơn là Maki. Từ bé cô đã có thể nói chuyện với những hồn ma. Bố mẹ thấy vậy cho cô ngay một vé tham gia viện tâm thần Got Talent, nơi cô bị nghiên cứu bằng những phương pháp không được nhân đạo cho lắm. Tỉnh dậy giữa đêm, cô gặp lại hồn ma Joseph. Lần này cô ta bảo Vicky hãy giúp mình, xong nhảy đèn lần ba và vẫn chưa biết backflip. Trở lại với Barnabas để khôi phục danh tiếng cho dòng họ, Barnabas đề xuất tổ chức một buổi khiêu vũ cho cả thị trấn. Ngày xưa đó là cách giới quý tộc thể hiện quyền lực. Caroline chê trò đó ao meta và khuyên Barnabas tổ chức nhạc hội. Barnabas chưa hiểu cái văn hóa này lắm, nhưng vẫn thành công gọi mấy ban nhạc thủ đô về hát. Giữa chừng thì anh phát hiện Roger hú hí với cô hầu giữ áo, lại còn lút đồ của khách. Vụ này giải quyết sau, Barnabas bắt gặp Vicky đứng một mình ở góc ban công. Hai người có một cuộc tâm sự. Vicky kể lại quá khứ của mình. Sau những năm tháng bị giam lỏng trong trại tâm thần, Vicky đã thành công trốn ra ngoài. Một hồn ma đã chỉ cho cô tới đây làm gia sư. Tất cả những gì cô muốn là một nơi thực sự chấp nhận mình và để bản thân có thể được yêu thương. Hai người trao cho nhau nụ hôn, không hề biết Angeli đã chứng kiến và tức vỡ ở người. Tình yêu với Vicky khiến Barnabas muốn nhanh chóng trở lại làm người thường. Nhưng anh phát hiện ả bác sĩ đang cố dùng máu của anh để trở nên bất tử. Không cần biết lý do, việc lừa dối trong nhà Colin là không thể tha thứ. Barnabas hút cạn máu ả rồi cùng lão hầu ra biển đi phi tang cái xác. Trở lại lâu đài, Barnabas bắt gặp Roger đang cố mò tới phòng cất giữ kho báu. Khá là ngứa mắt, nhưng cũng nể vì là người nhà Colin. Barnabas cho Roger hai lựa chọn: trở thành người cha mà David có thể tự hào, hoặc là cầm tiền và cút khỏi lâu đài. Roger chọn phương án 2. Bố đi đâu đấy? Bố sẽ ra khơi David à? Bố muốn làm vua hải tặc. Bầu không khí đang trở nên tồi tệ thì cả nhà vô tình phát hiện ra Barnabas là ma cà rồng khi anh đứng dưới ánh nắng, bị Vicky tránh mặt. Barnabas chạy tới chỗ Angeli đòi cô ta hóa giải lời nguyền. Cô ta từ chối.
Đồng thời vạch trần việc Barnabas đã cho ả bác sĩ xuống đáy biển chơi. Barnabas đổ tất cả là do lời nguyền của Angeli gây ra. Cô ta đưa ra đề nghị cuối cùng: hai người sẽ trở thành tình nhân, đối tác, cùng nhau thống trị thị trấn này. Hoặc cô ta sẽ cho Barnabas xuống đất một lần nữa, ở gần mộ nàng thơ Vicky luôn cho lãng mạn. Barnabas từ chối. Vừa định rời đi thì bị xích vào quan tài lần thứ hai. Angeli không quên làm phép khiến xưởng nhà Colin nổ tanh bành, rồi mới đưa chiếc quan tài rời đi. Lần này cô ta chuyển anh vào một lăng mộ, nơi trông còn lộ hơn cả lần trước, tặng cho anh một chiếc slip gen, thề sẽ hủy diệt mọi thứ mà anh yêu dấu và hẹn gặp lại sau vài thế kỷ, vài thập kỷ sau. Thực ra là Barnabas tưởng thế chứ chỉ mới có 20 phút. David mở nắp quan tài cho anh, bảo là mẹ đã dẫn mình đến đây. Ở nơi khác thì Angeli tới gặp cảnh sát trưởng, đưa ra bằng chứng cho thấy Barnabas là kẻ sát nhân và gia đình Colin đang bao che cho hắn. Cảnh sát kéo nhau tới lâu đài Collinwood. Vì nhà xưởng của họ vừa bị cháy nên chúng tôi ở đây để bắt mọi người. Barnabas bất ngờ ra mặt, đặt tay lên cổ Angeli. Cảnh sát trưởng bắn súng nhưng không có tác dụng. Barnabas thành công vạch trần việc Angeli là một phù thủy. Cảnh sát yêu cầu mọi người ra về. Angeli ném Barnabas vào trong lâu đài, bảo rằng cô đã dành cả trái tim cho anh. Nếu anh chấp nhận nó thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Barnabas đòi ả giải lời nguyền, nhưng cô ta bảo là chính anh mới là lời nguyền. Ai yêu anh rồi cũng phải chịu đau khổ. Ả ta nôn vào mặt Barnabas, xong bị Barnabas quăng lên tầng 2, chui vào phòng của Caroline. Cô bé đang trong tình trạng người sói. Hạ cánh xuống tầng 1 thì bị Elizabeth sóc lọ cho mấy phát. Angeli phù phép lên căn nhà. Những bức tranh bắt đầu chuyển động. Cầu thang hóa thành con rắn mỏ vịt hay cái gì đấy mà tôi cũng không biết. Bức tượng cũng bắt đầu chuyển động. Nói chung là Angeli dồn Barnabas và Elizabeth vào thế khó. Caroline xuất hiện tấn công, bị Angeli quăng như chợ. À mà thôi, từ này vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Angeli tiết lộ khi xưa nhằm cố phá hoại nòi giống nhà Colin. Angeli đã cử một người sói tới cắn Caroline khi cô vẫn còn nằm trong cũi. Mẹ của David cũng là do ả mưu sát. Giờ ả cũng thú nhận mình đã giết bố mẹ Barnabas. David đứng ra đối đầu với Angeli. Bóng ma của mẹ cậu bất ngờ xuất hiện, đánh văng Angeli lên chiếc đèn trần khiến nó sụp xuống. Barnabas tiến tới, bảo rằng mình có lẽ đã từng thật sự yêu cô. Vì sao anh từ chối cô khi đó thì cũng hơi khó nói. Anh bảo Angeli không biết yêu, đó là lời nguyền của cô. Angeli móc ra quả tim. Sau khi nó tan vỡ thì cô ta cũng ngừng cử động. Barnabas chạy đi tìm Vicky, người đang lóc cóc chạy lên đồi quá phụ. Lần này Barnabas đã tới kịp, nhưng Vicky biết tuổi thọ mình hạn hẹp, để ở bên nhau thì chỉ còn một cách. Cô gieo mình xuống vách đá. Barnabas lập tức nhảy theo, cắn vào cổ biến cô thành ma cà rồng giống mình. Và thế là hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau, hoặc là cho đến khi Barnabas nhận ra là bà bác sĩ vẫn chưa chết. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.